dập đầu sám hối nghiệp căn đều do ý tạo vô vàng nghiệp nhân chư Phật Bồ Tát ân cần cùng chư thánh chúng lý chân tự thành đã từng chỉ giải đành rành bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu phải coi phiền não như thù vì phiền não nhập che mù tuệ căn anh nó thường gây những khó khăn chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành não phiền như nước lũ nhanh cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian khiến ta không khổ gian nan đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau não phiền chằng chịt với nhau như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh không cho ai thoát ngục hình không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi vì dòng nhân quả đời đời ra và sao nếu không nơi quay về không đường ra khỏi bến mê nay con lợi dụng cần kề chữ con giúp con gọi rửa tâm hồn một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu con xin một giả khẩn cầu tiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà Nam Mô Tây Nam Phương Na La Diên Phật. Nam Mô Long Vương Đức Phật. Nam Mô Bảo Thịnh Nam Mô Địa Tự Tại Phật. Nam Mô Nhân Vương Phật. Nam Mô Diệu Thịnh Phật. Nam Mô Hạt Tuệ Phật. Nam Mô Diệu Hương Hoa Phật. Nam Mô Thiện Vương Phật. Nam Mô Thượng Thanh Tịnh Nhãn Phật. Kể từ vô thủy ra vào trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau tưởng mình tâm thức thanh cao biết đâu ngu dại xa vào bẫy ma hoặc núi ba độc trong nhà hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này hoặc do ba khổ đọa đày hoặc do ba hữu mà bài oán khiên để cho phiền não nổi lên tạo ra vô lượng vô biên tội tình nay còn xấu hổ tự trình cầu mong sám hối tội mình từ xưa kể từ vô thủy đến giờ hoặc theo bốn trụ hoặc thừa bốn lưu
hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp hoặc chiều bốn duyên, hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham, việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đạo ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thí chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay, hoàng gió năm cái mà ra, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dân tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mỗi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sao thức tâm thần não điên, hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hành, hoặc do sáu ái hoành hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên. Thần là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bại lậu khó kham, hoặc do bại sử như chạm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám câu nên đầy kiếm hoang, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh, con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si, hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiếp mê mê tính phàm, chính duyên chẳng chịu thiếu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biến sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sáu tri kiến tung hoành, mười tám thứ giới ngũ hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can, mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tầm sâu rộng đàn nhập tâm, mà ta oai ta phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn, cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về. Nam mô Tây Bắc Phương Nguyệt Quang Diện Phật. Nam mô Nguyệt Quang Phật. Nam mô Nguyệt Tràng Phật. Nam mô Giống Mạnh Phật.
Nam mô Nhật Quang Diện Phật. Nam mô Nhật Tạng Phật. Nam mô Nhật Quang Trang Nghiêm Phật. Nam mô Hoa Thân Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Tạng Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Tu Phật. Nam mô Sư Tử Thanh Vương Phật. Nam mô Thiện Trụ Phật. Nguyện nhờ công đức cao dày khóa môn sám hối đêm ngày hằng chuyên ăn năn ba số não phiền cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành sáng soi ba tuệ ba minh ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong não phiền bốn số trong lòng nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan em bốn vô lượng bốn tín tâm ác duyên thống khổ không cần sợ chi nhân duyên năm số động thì siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn năm phần năm mắt như băng đời đời kiếp kiếm chẳng hằng dính nhớ thần thông sao thứ có dư sao trần chẳng thể làm mờ trăng sao anh sao ba la mật hạnh cao sao thứ nhiều hạnh lúc nào cũng thanh nhiễm mơ chẳng vương trên mình nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi nguyên nhân bảy số trở đi cho đến mười số tức thì tiêu tan ngồi hoa thanh tịnh yên bà đằng tám công đứng thủy quay màn lưỡi xanh hành mười vị cũng viên thành đoạn trừ chín đô thực hành chín phen nguyên nhân mười một trở lên mười hai mười tám nhân phiền não tiêu nhằm vào thế tánh cao siêu tánh không lý giải muôn điều đều thông anh bánh xe chánh phá chuyển vòng ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh mười tám bất công hoàn thành vô lượng công đức sẵn dành độ tha nguyện dù ở tại ta bà cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng nguyện lòng cung kính mười phương chí thành lễ lại cung dường chư tôn nam mô tỳ lô gia Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Trưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thân Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Nay con đảnh lễ Phật rồi, xin sám hối việc muôn đời lâu xa, nguyện rời ác hữu chúng ma, dựng xây cuộc sống an hòa tương lai. Tiêu trừ nghiệp án lâu dài, từng hành nghiêm thiện chẳng phải lời nguyện, làm người dù bậc thánh hiền cũng vương lầm lỗi ưu phiền đôi khi. Cũng do tập quán hành vi, cũng do lời nói nhiều khi lỡ làng, thánh còn tu chẳng dễ dàng, phàm phu dám hỏi cương cường đường ru anh. Các bậc tri giả ngày xưa biết quan sáng lỗi mới chừa được ai, kẻ ngu nào có biển hay, lỗi lầm che giấu tội ngày càng tăng. Triền miên như cá sông Hằng, chẳng phương tỉnh thức trời trắng miệt mai, phá tâm hổ thẹn sớm mai, triền tiêu nghiệp tội xưa rày nặng mang. Khi xưa chư Phật cũng làm mà phán lộ sám hối niên bàn dựng xây, con nhờ công đức cao dày của vô lượng Phật chỉ bài ăn năn, khiến cho phước huệ càng tăng, công phu sám hối sánh bằng trời cao. Nam mô Đông Bắc Phương Tịch Chư Căn Phật. Nam mô Tịch Diệt Phật. Nam mô Đại Tướng Phật. Nam mô Tịnh Thắng Phật.
Phật. Nam mô Tịnh Diệu Thinh Phật. Nam mô Tịnh Thiên Cung Dường Phật. Nam mô Thiện Hóa Phật. Nam mô Hóa Phật. Nam mô Thiện Ý Phật. Nam mô Thiện Ý Công phu sám hối thực hành, trước cần nghiêm chỉnh thân hình, ngoài trong ngoài thời chim bái tôn dung, trong thời quan tướng môn lòng thiên thanh. Quan thân trong cõi ta bà, cố tình tham luyến mãi mà đường sao. Một mai hơi thở không vào, bốn đại tan rã khi nào phục hồi. Nếu không gặp Phật ra đời, cùng chư hiền thánh hết lời bảo ban. Mà nghe bạn hữu hoang đàn, nướng sâu nạn hiểm hố hang bữa vào. Lỗi lầm tạo tới chân nào, luân hồi muôn kiếp đã vào khó ra. Thứ hai từ nghĩ đời ta, tuy gặp Phật Pháp nhưng mà uổng thay. Chẳng từng biến sống hàng ngày, y lời Phật dạy mà dạy con tu. Mong ngài thoát khỏi ngục tù, nói dòng huệ mạng công phu chân truyền. Lại còn che giấu phận hèn, trên ngang ngoài mặt chẳng phiền chẳng lo. Chậm chân đã lỡ chuyến đò, còn đâu dám nhận là ngu nhất đời. Lẽ đâu hiền thánh Phật trời, chẳng hay chẳng biết ba thời tôi xưa. Ngu si mà cũng dại khờ, con xin sám hối trong nhờ lưỡng trên. Chư Phật Bồ Tát thân hiền, con xin đánh lễ nghiệp duyên sám trừ. Nam mô Hạ Phương Thật Hành Phật. Nam mô Thật Hành Phật. Nam mô Hằng Tuệ Phật. Nam mô Kiên Cố Vương Phật. Nam mô Kim Cang Tệ Phật. Nam mô Sư Tử Phật. Nam mô Nam mô Như Thật Trụ Phật. Nam mô Thành Công Đức Phật.
Nam mô Công Đức Đắc Phật. Nam mô Thiện An Lạc Phật. Nam mô Thiên Tìm Càn Phật. Lại xin sám hối phần tiền ăn năn tội lỗi tạo trên dương trần, sở khi địa ngục xa chân, bán ghi tội phước muôn phần chẳng sai anh. Đầu trâu mặn ngựa ra oai, còng đầu theo nghị văn nài ít chi, diêm vương mặt sắc thị uy, hoàng gia trái chủ nợ gì tâu lên anh. Kẻ thưa đời trước oan khiên, sát sanh nấu nướng chân chiên làm mồi, người thưa thuở trước tên đời, giả mang chiếm đoạt hết tài vật tan. Kẻ thưa thân quyến toàn gia, nhà tan cửa nát chẳng tha mạng người, ngày nay nó đã hết thời, thừa cơ báo oán kêu trời chẳng dung manh. Chứng nhân kéo tới trùng trùng, oán kia chồng chất khó lòng kêu oán. Khế kinh đã nói rõ ràng, pháp nơi địa ngục chẳng oán uổng gì. Bình sinh tạo tội quên đi, đến khi sống chết nghiệm gì cũng ra, tức thì địa ngục phải xa, oan oan tương báo rất là phận minh anh. Diêm vương nội trận lối đình, phóng tay hà chỉ gia hình trả oan, dẫu vô lượng kim than vàng, cũng không thoát cảnh cửa bàn che xương anh. Người thân cũng chẳng dám đương, mình làm mình chịu dễ nhường cho ai, biết thân đã tạo nghiệp sai, sớm cầu sám hối nhẹ vài ba phân anh. Vô thường ập tới bấn thần, hối than chẳng kịp muôn phần uổng công, này con sám tự đáy lòng khẩn cầu Phật thánh thay động chứng minh, ăn năn hết mọi tội tình, cúi đầu con lại tâm thành kính dân. Nam mô Thượng Phương Vô Lượng Thâm Phật. Nam mô Văn Vương Phật. Nam mô Công Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Danh Xưng Phật. Nam mô Văn Thần Vương Phật. Nam mô Đại Công Đức Phật. Nam mô Đại Tu Di Phật. Nam mô Hàng Phục Ma Vương Phật.
kể từ vô thị đến nay vô minh che lấp nghiệp dày đã cam mà tùy theo tính chất việc làm đã gây đủ mọi lỗi lầm oan khiến anh hiện tại quá khứ vô biên đam mê vật chất do phiền não tham giận hờn phát tác nghiệp sân vô minh nên tạo vô ngần nghiệp sĩ từ cao ngã mạn kính chế nghi ngờ chánh pháp say mê sâu trần học tà kiến lạc nguồn chân không tin nhân quả chẳng cần tính toán trăm ngà tâm tánh hung hăng ngà luôn tranh phần thắng chẳng nhường nhìn ai ơi u mê suốt cả ba đời chấp thường chấp đoạn chấp nơi tính cuồng kiến thủ giới thủ chẳng buông não thân tác nghiệp vọng cuồng đảo điên đời con đã lâm não phiền nay xin sám hối thánh hiền chư tôn con nguyện chẳng dám mỏi mòn để đào sám hối sắc son chỉ Nam mô Vị Lai Phổ Hiền Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Quan Thế Tự Tại Phật. Nam mô Đất Đại Thế Chí Phật. Nam mô Hư Không Tạng Phật. Nam mô Vô Cấu Xưng Phật. Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam mô Thật Thình Phật. Nam mô Đại Hải Phật. Nam mô Đế đạo sám lại hồng danh xin chư Phật chứng lòng thành của con tâm lòng tha thiết sắc son não phiền sâu nặng trói mòn tâm can sám trừ phiền não lẫn sang sám tiêu phong dần sám tan biển lười sám cho trí giác kịp thời sám trừ ngũ muội ta người chẳng phân sám không dối trá dữ dằn sám tàn lửa cháy nung hầm nội tâm mà sám buông lòng ngậm oán hờn sám trừ công kích tranh hơn với người sám chấp hình tướng bên ngoài sám lòng tham loạn mười hai duyên trần sám cho trọn vẹn mười phần khổ bao tam giới chỉ tâm sám hoài
não viện tác hại mọi loài, ăn năn sám hối không phải nhãn lòng, và cúi đầu lại đấng chi công, lại chư hiền thánh rũ lòng chứng tri. Nam mô Thiên Kim Cang Phật, Nam mô Vô Cấu Quang Phật, Nam mô Lạng Trang Nghiêm Tư Duy Phật, Nam mô Vô Cấu Nguyện Tràng Xưng Phật, Nam mô Hoa Quang Phật, Nam mô Hòa Quang Phật, Nam mô Bảo Tượng Phật, Nam mô Vô Ủy Quang Phật, Nam mô Viện Lý Chư Ủy Kinh Bố Phật, Nam mô Sư Tử Phấn Tân Lực Phật, Nam mô Kim Quang Minh Vương Phật, tất cả phiền não sám rồi, con xin phát nguyện một lời thiết tha, tội từ y nghiệm gây ra, gốc căn nghiệp tội chính là tham sân si mê, ai dùng sân trầm, giờ xin dứng sạch cõi căn não phiền, nhận rằng ba cõi nhân thiền y như ba ngục trói xiềng thân ta, bốn đại như rắn trong nhà, năm uẩn xem kỳ thực là thù chúng, sao nhập thực chất rộng không, ái dục chân kháng vật trong vật ngoài, cần tu bát chánh không này, cần tu đến chỗ vô sai niết bàn, ba mươi bảy phẩm an toàn, mười ba la mật nhẫn cam tu hành, tu thân miệng ý tịnh thanh, tâm thành phát nguyện lời lành kính dân, chỉ tâm đảnh lễ ba lần, ba ngôi tam bảo tinh cần quy y. Khi tâm quy y tận hư không khắp pháp giới, qua hiền vị lai chư Phật thường trú mười chí tâm quy tận hư không khắp pháp giới, tôn pháp thường trú mười phương. Chí tâm quy tận hư không khắp pháp giới, quá hiền vị lai chư hiền thánh tăng thường trú mười phương. Bệ ai
dục sống tàn trồng mà đại dương khổ đã mênh mông xa vời, cần cầu giải thoát luân hồi niệm Di Đà Phật thời thời tinh chuyên này. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Chúng con trì niệm danh hiệu chân thật đầy đủ công đức của Phật Di Đà, xin Phật từ bi nhiếm thọ chúng con. Chứng minh chúng con sám hối phán nguyện bao nhiêu nghiệp chúng con đã làm mà đều bởi vô thị những tham sân si động thân miệng ý mà phát sanh ra. Ngày nay chúng con xin sám hối cả nguyện cầu chúng con trong lúc gần chết khỏi có tất cả mọi thứ trở ngại, trực tiếp nhìn thấy Đức Phật Di Đà. Từng khả vãng sanh thế giới cực là bao nhiêu thiện căn do chúng con làm, bao gồm pháp hạnh sám hối hôm nay đều đem hồi hướng hết thảy chúng sanh, nguyện cầu pháp giới hết thảy chúng sanh cùng đưa vãng sanh thế giới cực. Bán nhà ba la mờ đa tâm kinh quán tư tài quán sau bán nhà, ngài thấy rằng tất cả là không, năm uẩn cũng thế một dòng mà là không, nên vượt khỏi vòng khổ đau
xa lời tự pháp sâu tin chân, sắc là không không sắc chẳng hai. Này xa lời tự nghe đây, bốn nguyên cả pháp xưa đầy tướng không, vì không tướng nên không sanh diệt. Cũng chẳng tăng chẳng thiện mây nào, chẳng nhớ chẳng sanh tơ hào. Ở trong không đó pháp nào cũng không, đã không sanh lại không cả thọ, tưởng thức hành lại có hay sao? Mắng tai mũi lưỡi thật đau, không thân không ý dễ giàu thức sanh, cũng chẳng có sanh thanh hương vị, xúc pháp kiến cũng chỉ giả thôi. Nhãn giới đã chẳng có rồi, đến ý thân giới tham ôi có gì, vô minh đó là chi chẳng thay. Lẽ nào đâu tận thấy vô minh, đến như lão tử chẳng sanh, mong lão tử tận thân tình luôn công. Khổ tâm về đạo đồng không có, trí tuệ mong được có được chăng? Các hàng Bồ Tát vẫn hằng ngày theo bát nhã không ngăn ngại gì, không sợ hãi viên lý điềm đạo, xa lìa mong tướng đáo niên bàn. Ba đời chư Phật thường làm mà y theo bát nhã nhập hàng thánh nhân. Ba la mẫn thường chân đẳng giác, ngồi tòa sen diệu giác bồ đề. Thế nên chú bát nhã kia là đại thần chú đưa về nguồn chân, là đại minh oai thần vô thượng, là chú thần diệt chướng vô song. Hay trừ ân thầy khổ không, phải nên tin chắn xóa lòng hoài nghi. Nên như vậy tính thì nói chủ yết đế yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề ta bà hán. Yết đế yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề ta bà hán. Công đức sám hối khó nghĩ lường, vô biên phương đứng nên tỏ tường. Nguyện khắp chúng sanh trong phạm giới, mau về cõi Phật thắng một đường. Duyên lành hồi hướng mau giác ngộ, văn thù phổ hiền quang năm độ. Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện đường trí tuệ đẳng tướng hảo. Nguyện bao tội chướng sám tiêu trừ, kiếm kiếp được theo ngôi tam bảo. Tâm thành và hương huệ cùng với hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Nguyện năm thức hương này kết thành môn đài mây, màu chói sáng rực rỡ cùng dương mười phương Phật. Cùng tất cả tôn pháp hân thải thánh hiền tăng, y tánh làm Phật sự độ khắp cả chúng sanh.
đều phát tâm Bồ Đề thoát bỏ muôn vọng niệm, chứng nên đạo vô thường. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát mai hai tạng. Này đệ tử chúng con tề tựu trước điện Phật, nguyện thành tâm sám hối, mong sao tất cả tội đã tạo từ vô thí cho tham dục ngu si được nhờ lượng từ bi của các bậc đại giác mà tiêu tan tất cả. Nguyện cho khắp chúng sanh đắm chìm trong ba cõi, nhờ công đức sám hối được hoàn toàn thoát khỏi nguyện âm siêu dương thai, chúng sinh khắp pháp giới hữu tình và vô tình đều lên ngôi chánh giác. Đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy tròn một niệm dứt sạch nghiệp, ba kỳ xứng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tầng. Phật chúng sanh tâm thường rộng lặng, đào cảm thông không thể nghĩ, bàn lưỡi để cho vi đạo tràng, mười phương phân báo hào quang sáng ngời. Trương bao tòa thân con ánh hiện, cúi đầu xin thề nguyện quy. Chi tâm đảnh lễ Nam mô Tần hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thâm phương chư Phật tôn, pháp hiền thánh tăng thương trụ tam bảo. Chi tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật.
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắn ra đắng na đa ra già già nam mô a di đà bà lô kiết đế thượng bát ra gia bồ đề tát đoá bà gia ma tăng đoá bà gia ma ha ca lô ni ca gia an tá bàn ra văn về số đang na đang tòa nam mô tơ kiết lần đói mong a di đà bà lô kiết đế thất phận ra lăng đà bà nam mô na ra cần trì ni ma bàn đa sa mê tăng bà tha đầu vua bằng a thề dựng tăng bà tăng đa na ma bà già ma phàn đàn đầu đăng địa tháng a bà lô hê lô tha đê ca đa đê di ni ma bồ đề tăng đó tăng bà tăng bà ma ra ma thân Phật ra gia giá ra giá ra mà vàng ma ra mùng đê lệ hê dì hê thân na ra xâm Phật ra xá lời phà sa phà xâm Phật ra xá gia hô hô lô hô lô ma ra hô lô lô hê đi tà ra tất rì tấn rì tô rô tô đô bồ đề gia bồ đề bồ đà dạ bồ đà dạ di đế ri dạ na ra cân trì đi ri sắc ni na ba dạ ma na ta ba tăng đà dạ ta ba ma tăng đà dạ ta ba tăng đà du nghe tấn bà ra dạ ta ba na ra cân trì ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mùng thư gia ta bà ta bà ma tấn đà dạ ta bà dạ kiết ra tấn đà dạ ta bà bà đà ma kia tấn đà dạ ta bà na ra cẩn trì bằng giờ ra dạ ta bà ma bà lời thăng ý ra già ta bà nam mô hắn ra đắng na đa ra già già nam mô a di đà bà lô kiết đế thượng bàn ra già ta bà an tất điện đô mạng ra ra bàn đà già ta bà an tất điện đô mạng ra ra bàn đà già ta bà an tất điện đô mạng ra ra bàn đà gia tai bài hàm kinh lại Đức Thế Tôn quy các phần đà nay con phát đại nguyện trì sám nước từ bi trên trả bốn ân nặng dưới giúp ba đường khổ nguyện những ai thấy nghe liền phát tâm bồ đề tấn hành hạnh trí huệ tâm hợp mọi phương đứng báo thân này kết thúc cùng sinh về cực Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu trong ngàn
hàng muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe biết chuyên trì tụng ơi, nguyện rõ như lai thiệt nghĩa màu. Khởi đầu vận dụng khai kinh, đạo tràng sám hối nước lành từ bi. Ba đời chư Phật chứng tri, con đem tính mạng quy y Phật Đà. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Nam mô thị khí Phật. Nam mô tỳ xá phổ Phật. Nam mô câu lưu tôn Phật. Nam mô câu na hàm mô ni Phật. Nam mô ca diếp tôn Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật. Ba đời chư Phật thương tình, lành từ bi cho con rửa sạch nghiệp đi. Làm người ai chẳng nhiều khi lỗi lầm, mà vô minh che lấp tâm thần, si mê buông thả tham sân não phiền. Không tin tam bảo ở trên, không hiểu cha mẹ hai bên họ hàng. Tuổi xanh phong túng an tàn, đam mê tài sắc hoang đàn ăn chơi. Người xấu chẳng biết xa rời, hôm bè kết đàn phá nơi an hòa. Sáng sanh trộm cách dâm tà, làm toàn tội ác không tha tội nào. Nay xin chư Phật trên cao chứng tri, con nguyện y vào lời ngay. Bao nhiêu tội lỗi xưa nay, hiện tại quá khứ từ rày ăn năn. Dù qua muôn vạn khó khăn, con xin sám hối hoàn toàn tự tâm. Mà sám bao tội ác lỗi lầm, mà nếu còn chưa phạm quyết tâm chẳng làm. Nguyện xin chư Phật Thánh Phạm, nguyện chư Bồ Tát cùng hàng Thiên Vương, Thiên Long Bát Bộ mười phương, khắp trong phàm giới tận tương lòng con. Con nguyện một giả sắc son, để đầu kinh lại chư Tôn các Ngài. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Cuối đầu đảnh lễ Phật rồi, con xin sám tiếp muôn đời tội khiên. Quý Tam Bảo trước tiên Phật là vô thượng bạn hiền chúng sanh, Phật là ruộng phước an lành, là người cho cả nhân sinh nương nhờ. Pháp đưa con vượt qua bờ, thoáng dòng sinh tử bận như hồng trần, đưa con trở lại nguồn chân. Xa lìa thâm dục đoạn dần khổ đau, tăng nương hòa hợp làm đầu, hy sinh bản ngã mưu cầu thành cao. Trải thân trong chốn ba đạo mà không đắm nhiễm xa vào bên mê, một lòng thần phục quy y, nguyện cầu Tam Bảo gia trì độ. Nguyện quy y tận hư không khắp pháp giới mười phương chư Phật. Nguyện quy y tận hư không khắp pháp giới mười phương tôn pháp. Nguyện quy y tận hư không khắp pháp giới mười phương hình thái hiền thánh tăng. Cuối
đầu lại Đức Thế Tôn, con xin tận đáy tâm hồn ăn năn, kể từ vô thủy trôi lăn. Luân hồi muôn kiếm trong lặng phàm phu, không phân ngăn cả hèn ngu, gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờ. Lớn như sóng biển vô số, nhiều như cát trải đôi bờ hằng giang. Do đâu tội lỗi ngâm tràn, hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi mê. Nói năng chẳng biết nghĩ suy, làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân. Nghĩ thì điên đảo xoay vần, chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn. Hoặc vì mê mẩn sáu căn, đối người tìm vẫn muôn phần lãng sai. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tài môn vần. Hoặc vì chẳng quán nội tâm, tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên. Hoặc vì theo cảnh đau điên, chẳng tường chân giá nào phiền càng tăng. Tu hành theo lối lăng xăng, cho nên ba chướng không từng dám suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng lê, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm. Cản ngăn tri giác nội tâm, khó đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lên bàn Phật dạy trong kinh, ba chướng phải diệt tu hành mới nên. Ăn năn sám hối cần chuyên, thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng tận ly hào, sáu giác mười nghiệp trần lao sanh dần. Bốn ngàn tam vạn khổ luân, cũng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện trì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cùng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thể nguyện thành tâm, sám bằng tất cả tinh thần. Tất cả mạng sống bãi tâm vương bờ, một là hổ thẹn nghiệp dư, con cùng với Phật khi xưa môn hàng.
mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân. Con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên. Thật đang xấu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thèm huyên thuyên nói cười. Hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên. Chẳng về cõi lối triền miên, trên xa địa ngục xa nghiền khảo tra. Súc sanh quỷ đói ác ma, đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần. Hãy xem sông chánh xoay bần, vô thường vô ngã thật chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nấu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân. Toàn thân chẳng khác uế phân, chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao. Mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay.